Hello, hello, xin chào các bạn, đây là với Thuận Capital ngày hôm nay Hôm nay là tối ngày thứ ba tại Hoa Kỳ, bây giờ là khoảng 8 giờ rưỡi tối giờ Cali Ở Việt Nam cho nên bước qua là ngày thứ tư rồi Thì hôm nay Thuận cũng đã chuẩn bị sẵn rất nhiều những cái thông tin thú vị Thuận muốn chia sẻ với các bạn Đầu tiên hết á, thì chúng ta hãy nhìn vào tình hình của chứng khoán Hoa Kỳ Thì các bạn đã thấy là hôm nay kết thúc đó là một màu xanh Chúng ta có hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq đều tăng hơn 1% các bạn Với chỉ số Nasdaq tăng tới 1.65% Dow Jones hôm nay cũng tăng tăng luôn các bạn, tăng 0.63%. Pre-market thì sao? Pre-market thì bây giờ đây chúng ta thấy là có một cái màu đỏ xuất hiện cho chỉ số Nasdaq nhưng mà còn phải nhiều lắm các bạn. Xuống 0.33%. S&P 500 đó thì chỉ xuống có 0.16 mà thôi và Dow Jones thì không có sự thay đổi. Nhưng mà ngược lại đây chúng ta vẫn tiếp tục thấy hợp đồng dầu ở mức thấp các bạn là 68 đô 19 cent cho một thùng dầu. Còn hợp đồng của vàng đó thì không có sự thay đổi, thậm chí chúng ta thấy đã giảm thêm một chút xíu nữa. Chúng ta đã thấy là hợp đồng của vàng đó cách đây khoảng chừng một hai ngày thì mức đầu khoảng một nghìn chín trăm ba mươi mấy đô bây giờ giảm thêm một chút xíu nữa mức là một nghìn 924 đô cho một ounce vàng Crypto thì sao các bạn à, Nói về crypto đó, thì chúng ta thấy được là BTC Trong vòng 24 giờ qua đó, thì giá cũng cờ đó mà thôi khoảng chừng 30.500 đô Chúng ta nhìn thấy được là Ether và những đồng lớn khác đó cũng không có nhiều sự thay đổi Chúng ta chỉ có đồng BNB xuống nhiều nhất trong top 10 này ngày hôm nay là xuống 1.1% và thôi Trong top 100 này đó cũng không có nhiều sự thay đổi đâu các bạn Cái đồng mà có nhiều sự tăng trưởng nhất đó chính là Stellar các bạn tăng 9% Casper tăng 8.4% và Flexcoin và tăng 7.1 còn xuống nhiều nhất thì chúng ta coi bit down xuống 9%, AV xuống 6.8% và fraction thì xuống 6.4, Stacks và Mina Protocol xuống phần trăm cũng tương tự như là fraction Nói chung cũng không có nhiều cái sự thay đổi và chúng ta thấy được vốn hóa của cả thị trường thì bằng với ngày hôm qua 1,2 nghìn tỷ. Về phương diện giá đó thì hôm nay không có nhiều cái sự sôi so động nhưng mà còn về tin tức thì cũng có khá nhiều thông tin. À, nhưng mà chúng ta trước hết thì nói về một vài tin tức liên quan đến kinh tế vĩ mô nói chung thì các bạn đã thấy được chúng ta có thông tin đến từ ngân hàng UBS ngân hàng này đã đã thu mua lại Credit Suisse các bạn đã biết đây là cái chuyện nó xảy ra cái đây vài tháng thì bây giờ đã UBS họ sẽ sa thải khoảng chừng phân nửa nhân viên của Credit Suisse các bạn lý do tại vì họ nói là ngân hàng Credit Suisse được thu mua bởi ngân hàng UBS và có nhiều cái sự trùng lập liên quan đến những cái nhân viên và những cái khâu khác nhau cho nên họ sẽ sa thải phân nửa nhân viên luôn có nghĩa là ước tính khoảng chừng là 10.000 việc làm sẽ bị cắt và phần lớn sẽ bị cắt từ Credit Suisse các bạn. Chúng ta cũng có một cái thông tin thống kê, thống kê này đó là đến từ một trong những cái quỹ được tạo ra bởi tỷ phú Peter Peterson. Thì cái quỹ này đã đại ra ước tính là trong năm nay có thể là chính phủ Hoa Kỳ phải trả tiền lãi thôi các bạn Tiền lãi cho nợ công, nợ công trái phiếu Lên tới là khoảng 663 tỷ đô la các bạn Đây là con số đã tăng 39% so với năm ngoái là 476 tỷ mà thôi Và đại diện cho khoảng 2,5% của GDP như là tổng sản lượng quốc nội Thì tại sao mà cái số lượng tiền lãi lại cao hơn nhiều so với năm ngoái Thì lý do là liên quan đến Fed tăng lãi suất các bạn Các bạn nên biết là những cái nợ công này đã khi mà đến hạn rồi thì thường là sẽ mượn một cái nợ khác Để mà đắp vào cái nợ đó Thì nếu như mà lãi suất tăng trưởng đó, Thì đương nhiên các bạn thấy được là chúng ta sẽ Có cái phần trăm lãi suất cao hơn Cho những cái nợ mới Chúng ta cũng đang thấy là công trái phiếu gần đây bán với cái mức lãi suất là hơn 5% và cũng vì lý do là Fed giữ lãi suất ở mức cao cho nên mới thu hút nhiều người đi mua công trái phiếu các bạn cho nên các bạn thấy được là Fed và Bộ Tài chính đang đi vào cho một cái dòng mà rất khó để mà thoát ra được cho đến khi nào mà công trái phiếu bán hết thì thôi giống như các bạn đã biết là ước tính thì cái số lượng công trái phiếu sẽ được bán từ đến cuối năm đó là net khoảng chừng là 1.000 tỷ đô la net có nghĩa là các bạn thấy là đương nhiên có một số công trái phiếu ra hạn rồi sẽ bán cái số mới ra thì thì cái số khách hàng và số mới đó thì bù đắp lại với nhau phải net thì là phải có thêm 1.000 tỷ đô la đó là cái ước tính từ đến cuối năm mà để bán được cái số lượng công trái phiếu đó, đó, thì một phần là phải thu hút người mua các bạn và một trong những lý do người mua thu hút để mà thu mua công trái phiếu là tại vì lãi suất bây giờ đang ở mức hấp dẫn công trái phiếu gần đây các bạn thấy đã bán hết và cái phần trăm lãi suất đó là hơn 5% thì có thể nhiều bạn không có rõ cái cách bán công trái phiếu ra sao thì ở Hoa Kỳ đó khi mà Bộ Tài chính bán công trái phiếu thì họ sẽ bán theo kiểu đấu giá họ nói là họ mua muốn bán 60 tỷ, 70 tỷ, 30 tỷ đô la công trái phiếu thì những ai muốn mua đó thì những công ty mà họ muốn mua họ sẽ ra giá tôi mua tổng cộng là 10 tỷ đô la với cái mức lãi suất là 5% tôi mua 10 tỷ đô la với sức lãi suất là 6%, tôi mua 10 tỷ đô la với sức lãi suất là 5.5% à, thì Bộ Tài chính đương nhiên sẽ lựa chọn cái người mà có phần trăm lãi suất thấp nhất tại vì không lý do gì bán cho người mà muốn tính lãi suất cho mình cao hơn đó là cách bán đấu giá của công trái phiếu các bạn thì để có thể thu hút từ nhiều người cái phần trăm lãi suất phải hấp dẫn là hơn 5% tại vì chỉ như vậy đó người ta mới thấy được là wow lãi suất hơn 5% nhưng mà đây là một mảng đầu tư rất là an toàn cho nên họ cảm thấy hợp lý và vì lý do đó các bạn thấy được là Fed cũng giữ lãi suất ở cái mức này luôn nếu như mà giữ lãi suất cái mức này thì cái số lượng tiền lãi trả thì lại cao các bạn nhưng mà nếu như không như vậy đó thì công trái phiếu đó có thể sẽ không có hấp dẫn nữa chúng ta cũng đã biết là chủ tịch John Powell thì đã nói nhiều lần là khả năng sẽ tăng thêm hai lần lãi suất cho năm nay nữa thôi thì không chắc đâu các bạn có thể là tăng thêm một lần nữa thôi tại vì tăng lãi suất nữa thì cái số lượng tiền cần phải có để mà trả lại cho cái số nợ công này lại tăng hơn và đương nhiên ai trả lại cho cái số nợ công này các bạn là người dân hoa kỳ đóng thuế tại vì cái cách hoạt động nên là các bạn đã biết là công trái phiếu của hoa kỳ được đảm bảo bởi tiền thuế thu được có nghĩa là thay vì là đợi tiền thuế vào rồi họ mới dùng thì để mà chi tiêu thì khi mà cần để mà chi tiêu sớm hơn thì sẽ bán công trái phiếu giống như là ứng ra trước rồi sau đó khi mà thu thuế thì sẽ trả trở lại cho nên tới cuối cùng đó cái người mà bị thiệt thòi nhất vẫn là người dân của Hoa Kỳ khi mà các bạn thấy lạm phát và lãi suất tăng cao đó đã ảnh hưởng đến đời sống của họ bây giờ các bạn thấy được là tiền thuế của họ lại được dùng để mà trả cho nợ của công trái phiếu mà nếu như là công trái phiếu mà lãi suất cao đó thì họ lại phải trả cái phần cao hơn nữa cho nên khả năng đó thì uh, Fed có thể là chỉ tăng thêm một lần nữa thôi đó là suy nghĩ cá nhân của Thuần. các bạn nghĩ sao các bạn comment ở bên dưới tại vì các bạn thấy được là công trái phiếu đó thì bán trong vòng vài tháng là sẽ bán hết trong thời gian chỉ mới có một thời gian ngắn thôi đã bán có số lượng rất lớn rồi thì tôi nghĩ là trong thời gian rất ngắn sẽ bán hết công trái phiếu và lúc đó Fed có thật sự muốn tăng nữa hay là không chúng ta hãy chờ đợi để xem sao chúng ta đã biết đó là ngày mai và ngày mốt Chủ tịch Fed John Powell sẽ có lời phát biểu thì không biết ông ta sẽ nói gì Có giống như những gì đã được chia sẻ ở quốc hội tuần vừa rồi hay không Khi nào mà có thì tin tức thường sẽ nói với các bạn Và trước khi mà chúng ta tiếp tục với những thông tin để bật trong video này đó, Thì chúng ta cũng có một nhà tài trợ đó chính là Neem Technologies Và đây là một cái nền tảng hoạt động về quyền riêng tư Được hỗ trợ và ôm mầm bởi Binance Labs Và đây là thông điệp đến từ Neem Technologies vào ngày 6 tháng 7 của năm nay, đó. NIM sẽ tham gia chương trình bài vote để có thể được list trên sàn bài 110 sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu hiện tại để chào mừng với sự kiện này đó thì niêm tổ chức chương trình airdrop với phần thưởng lên tới 100.000 USD token Nym cho người chơi với hai chiến dịch 80.000 USD dành cho 800 người đầu tiên tạo tài khoản Bybit mới và bỏ phiếu cho NIM. Đây là chương trình toàn cầu cho nên các bạn tham gia sớm để tăng cơ hội airdrop. 20.000 đô la còn lại đó thì dành cho 20 người đầu tiên đóng góp 10.000 phiếu cho NIM. Thì cụ thể là gì? Chiến dịch 1 đó thì dành cho người dùng mới của Bybit Chiến dịch một này đã có pool thưởng trị giá 80.000 đô bằng token NYM để trao thưởng cho 800 người dùng mới đáp ứng tất cả các điều kiện sau. Thứ nhất là tạo tài khoản Bybit mới. Thứ hai là tiến hành nạp tối thiểu là 100 đô la trong vòng 7 ngày kể từ lần nạp đầu tiên. Thời gian snapshot là trước 7 giờ ngày 6 tháng 7 giờ Việt Nam và phiếu bầu sẽ được phân bổ. Thứ ba là bỏ phiếu cho Nam Technology no trong chương trình Buy Votes của Bybit và thứ tư là điền thông tin và gửi form các bạn lưu ý mốc thời gian của sự kiện và campaign thứ nhì ngày chiến dịch thứ hai đó thì uh, vô 10.000 phiếu bình chọn cho Nim và nhận pool thưởng 20.000 USD chiến dịch này đã có pool thưởng trị giá 20.000 USD bằng token NYM và sẽ trao thưởng cho 20 người dùng đã bỏ phiếu tối thiểu là 10.000 phiếu cho Nim đầu tiên Chiến dịch 2 này đó thì dành cho cả người mới và người dùng hiện tại trên Bybit. Nếu như bạn bỏ phiếu cho Nim với hơn 10.000 phiếu, bạn sẽ đủ điều kiện để nhận phần thưởng từ khoản giải thưởng. Một tài khoản đó thì chỉ có thể bỏ phiếu tối đa là 10.000 phiếu cho một dự án. Và để có đủ phiếu để tham gia cuộc thi đó thì bạn cần liên kết với bạn bè của mình. Khi mà điền vào biểu mẫu đó, hãy sử dụng cùng địa chỉ email hoặc là cung cấp danh sách UID. Sau khi bỏ phiếu cho Nim Technologies, nhập thông tin và gửi form này nếu Niem chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu trên Bybit thì 20 người chiến thắng sẽ chia sẻ 20.000 đô bằng token Niem, token MYM. Đây là một cái sự kiện có thời gian cho nên các bạn cần lưu ý các mốc thời gian như là hình đã chia sẻ trên màn hình. Thường cũng sẽ để link tài liệu phía dưới phần mô tả video để cho nên mà nào mà quan tâm đó thì có thể theo dõi và tìm hiểu thêm và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay neem technologies chúng ta hãy chuyển qua để mà nói tới một số những cái thông tin liên quan đến crypto đi thì uh, có một trong những tài liệu gì mà gì bạn hỏi thuận đó chính là cái phần trăm btc đang có lời dựa theo class nó bây giờ là bao nhiêu thì hiện ngay lúc bây giờ đó các bạn thấy được là khi thường zoom vào đó cái phần trăm BTC đang có lợi hiện tại là mức khoảng chừng là 79.7% con số này cũng chưa phải là cao đâu các bạn cao là chúng ta phải thấy là con số này đã hơn 95% đi vào cái dùng màu đỏ này thì mới gọi là cao cái mức 79% này đó là nó lơ lửng chính giữa mà thôi và đó cũng là điều chúng ta muốn thấy các bạn chúng ta không muốn thấy cái chỉ số này đi về dù màu đỏ quá nhanh tại vì lúc đó là có rất nhiều người đang có lời và khi mà nhiều người có lời như vậy thì khả năng chốt lời sẽ rất là cao bây giờ nó đang nằm ở chính giữa mà thôi tuy nhiên các bạn đã thấy là có một đơn vị vẫn tiếp tục bán trong thời gian gần đây chúng ta cũng đã từng nói đến đó chính là những cái hội đào các bạn hội đào đó thì đã bán trước khi mà chúng ta có sự tăng trưởng nữa chứ không phải là bây giờ đâu trên màn hình các bạn thấy đó mỗi lần mà cái đường màu đỏ này tăng lên đó là đại diện cho động thái của những cái hội đào đẩy BTC lên những sàn giao dịch. Và đương nhiên đây là một động thái mà khả năng cao đẩy lên để mà bán các bạn. Và cái biểu đồ này đó là từ tháng 7 năm 2020 cho đến bây giờ thì các bạn thấy được là đây là cái lần đầu tiên từ khoảng thời gian này mà chúng ta thấy cái đường màu đỏ này tăng cao như vậy tới 315% nghĩa là gì? Con số 315% này là đại diện cho cái số lượng mà họ đẩy lên trên sàn so với cái số họ đào được là cao hơn 315% có nghĩa là các bạn thấy dưới 100% đó thì họ đào bao nhiêu thì họ gửi lên trên sàn bấy nhiêu dựa theo phần trăm nhưng mà hơn 100% có nghĩa là không những là họ gửi những đồng họ đào được mà còn những đồng mà họ tích lũy chưa có bán trong thời gian qua đó cũng gửi lên sàn luôn và chúng ta vừa thấy hiện tượng đó À, chúng ta tính được á, là dựa theo Classno là khoảng à, 128 triệu đô la đã được đẩy lên trên những cái sàn giao dịch Thì có phải là đây là dấu hiệu cho chúng ta thấy là sắp sửa có cái sự xuống giá của BTC hay không Thì cũng không hẳn đâu các bạn chúng ta có thể nhìn thấy được những đợt trước đây thì ra sao à, Trước đây đó không lâu các bạn thấy chúng ta cũng có một cái đợt mà cái đường màu đỏ này tăng lên Nhưng mà thời điểm đó đó giá cả so với bây giờ đó thì các bạn đã thấy à, thấp hơn Lúc đó giá là khoảng chừng là 25.000 đô 26.000 đô mà thôi. Chứ đó nữa các bạn thấy được là trong cái thời điểm cuối năm 2022 cũng đã có một thời gian những cái thời đạo đẩy lên sàn giao dịch nhưng mà chúng ta vẫn thấy lúc đó giá rất là thấp các bạn thật ra lúc đó giá là dưới 20.000 đô và lúc mà chúng ta ở trong cái đợt bull run năm 2020 và 21 đó chúng ta cũng có nhiều đợt đưa màu đỏ này tăng lên và chúng ta được là mỗi lần như vậy đó chúng ta đều thấy được giá cả của sự tăng trưởng cái mình thì muốn chia sẻ đây với các bạn đó là thường những cái xưởng uh, đào đó khi mà họ đẩy lên trên sàn để mà bán thì họ sẽ không bán một đợt đâu mà họ thường sẽ có những cái cách bán như là gần như trung bình giá thì các bạn họ trung bình giá bán chứ đối với thôi nó cũng không có đại diện cho đây đã gần lên đỉnh rồi hay là có thể sắp sửa tăng nữa hay là không nó không đại diện cho cái đó nhưng mà dù sao đi nữa đây cũng là một thông tin mà tôi muốn các bạn nắm được là nếu như mà các bạn muốn biết ai vẫn đang bán hiện tại thì chúng ta có động thái đến từ những cái hội đào vẫn đang bán hiện tại nhưng mà điều mà khiến cho thuận cảm thấy có một cái sự lo lắng hơn đó không phải là liên quan đến những cái thời đào của bạn mà liên quan đến cái số lượng lệnh đòn 7 trên sàn. Các bạn nhìn thấy được đây là cái thống kê đến từ CryptoCoin Open Interest. Nghĩa là đây là những cái lệnh mở liên quan tới đòn 7 trên những sàn giao dịch mà họ thống kê đó. Thì các bạn thấy được đây là cái tài liệu từ tháng 4 của năm nay cho tới bây giờ. Thì gần đây các bạn thấy được là từ thời điểm giữa tháng 6 cho đến bây giờ cái đường màu xanh này có sự tăng trưởng. Có nghĩa là chúng ta càng ngày càng có nhiều lệnh đòn bẩy được mở hơn trên sàn và nếu chúng ta nhìn thời gian xa hơn nữa đó giống như là từ thời điểm tháng 11 tới bây giờ thì các bạn thấy được cái đường màu xanh này đó không có ngừng nghỉ tiếp tục tăng trưởng có nghĩa là trong thời gian qua càng ngày lại càng có thêm nhiều lệnh đòn bẩy trên sàn và cái phần trăm đòn bẩy trung bình mà họ sử dụng đó thì các bạn thấy được đã tăng lên theo thời gian luôn từ thời điểm tháng 4 tới bây giờ. Cái đường màu xanh này đại diện cho là cái số lượng phần trăm đồng 7 được sử dụng đều có sự tăng trưởng, có nghĩa là không những là nhiều lệnh hơn mà lệnh có nhiều phần trăm đồng bảy hơn nữa. Và ngay thời điểm bây giờ để mình refresh lại để các bạn thấy. Nếu như chúng ta tính trong thời gian 24 giờ qua đó thì lệnh lon và lệnh số gần như là nó bằng nhau các bạn. 49.82% là lệnh lon và 50.18% lệnh số và đây là thống kê đến từ coin class các bạn nếu như chúng ta tính thời gian ngắn hơn đi trong vòng khoảng chừng là 4 giờ qua thì các bạn thấy chúng ta có nhiều lệnh short là long một chút chúng ta có tổng cộng là 46.43% là lệnh long còn lại là lệnh short khoảng chừng 53% trong thời gian một tiếng qua thì sao một tiếng qua thì các bạn thấy được là nó cũng trở lại cân bằng gần như 50 50 nói chung đó thì chúng ta đã thấy được là cái số lệnh đồng bảy đã tăng lên phần trăm đồng bảy cũng đã tăng lên và hiện bây giờ đó cái số lượng lệnh, đó, số lệnh trên sàn nó long với short nó gần như 50 50 các bạn nó giống như là một cái sợi dây thun mà đang bị căng ra hàng ngày thì một ngày nào đó nó sẽ đứt nhưng mà không biết đứt nó sẽ văng về hướng nào văng về là giá sẽ tăng hay là đi về xu hướng này giá sẽ giảm ngày hôm nay đây chúng ta cũng nhận được một số những thông tin mang tính chất lạc quan, các bạn chúng ta thấy được là hồi sáng này đó, có thông tin từ một cái đơn vị gọi là Hong Kong VAC, đây là một cái cơ quan xếp hạng Hồng Kông, nói đơn giản đó là họ xếp hạng một số loại tài sản và họ đã công bố chỉ số tài sản điện tử của họ ngoài BTC, Ethereum, Stablecoin, họ còn công bố thêm một loạt những cái loại đồng như các bạn nhìn thấy trên màn hình đó. và tổng cộng có 30 đồng, à, chúng ta có những đồng mà nhiều bạn quen thuộc như là Bitcoin Cash, Litecoin, BNB. À, những đồng lớn như bạn đã biết là Magic, Cardano, Adam, uh, Filecoin, Near, chúng ta cũng có những đồng như là Tron, Link, Leo, XMR. Các bạn đã thấy được là Hồng Kông thì uh, cho phép token được trade trên các sàn nếu như mà đồng đó nằm trong hai chỉ số tiền điện tử và bây giờ đây cái này xem như nộp chỉ số rồi các bạn và có một số những chỉ số khác ở Hồng Kông miễn là một đồng mà nằm trong hai chỉ số đó thì khả năng cao là sẽ được list trên những cái sàn và các bạn thấy được uh, rất nhiều những cái token này đó đã bị SEC xem như là chứng khoán nhưng mà Hồng Kông hầu như cũng chẳng quan tâm và thực ra đây là điều mà nhiều người ở Hoa Kỳ cũng đã kêu gọi các bạn SEC thì uh, liên tục nói là ngoại trừ BTC ra tất cả đều có thể là chứng khoán nếu như thực sự là như vậy đó thì đơn giản thôi SEC chỉ cần nói đồng nào không phải là chứng khoán là được rồi chứ còn nếu nói chung chung như vậy thì làm sao ấy biết được đồng nào chứng khoán đồng nào không phải. Giống như là Hồng Kông thì hãy đưa ra tổng cộng là 30 đồng, 20 đồng nào đó mà SCC nghĩ ở thì bây giờ đó những đồng này không phải là chứng khoán thì thị trường này nó sẽ phát triển nhanh hơn ở Hoa Kỳ. Nhưng mà SCC đương nhiên là có nhiều lý do khác các bạn, họ không muốn đưa ra bất cứ một danh sách nào hết. Họ chỉ lựa chọn uh, những đồng này đó một cách hầu như ngẫu nhiên và nói đồng này là chứng khoán đồng kia đừng chứng, chứng khoán chứ không có đưa ra bất cứ một danh sách nào cho những đồng mà không phải là chứng khoán hết. Câu hỏi của nhiều người đó là không phải đồng này là chứng khoán hay là không hãy cho chúng tôi biết đồng nào không phải là chứng khoán chứ nói chung chung là ngoại trừ BDC ra tất cả đều là chứng khoán thì đâu có hợp lý đâu các bạn đó chính là điều mà nhiều người kêu gọi nhưng mà Hồng Kông ít cho chúng ta cũng đã biết đã có một cái danh sách này và điều quan trọng hơn các bạn nên hiểu đó là công ty xếp hạng này là một công ty xếp hạng mà được ủng hộ uh, bởi cho này ăn cho này À, là một trong uh, những thành viên lập pháp ở Hồng Kông. Chúng ta có sự hỗ trợ đến từ Huobi, Kucoin và những sàn khác cũng ủng hộ cái uh, công ty xếp hạng Hong Kong BAC này. Và ngoài cho Hồng Kông ra, chúng ta cũng có thông tin đến từ Nhật Bản và Singapore. Các bạn chi tiết hơn đó là hai quốc gia này uh, sẽ có một cái project, một cái dự án gọi là dự án Guardian. Dự án này đó là một dự án mà họ sẽ từ từ thử nghiệm uh, để tokenize một số tài sản các bạn nghĩa là sẽ mã hóa một số tài sản và và đầu tiên hết đó, họ sẽ nhắm đến để mà à, mã hóa những cái công cụ tài chính như là trái phiếu. Và đây cũng là điểm nhắm tới à, đến từ BlackRock các bạn. BlackRock cũng đã nói là trong tương lai đã mã hóa thị trường tài chính là điều hoàn toàn sẽ xảy ra đó là tương lai của thị trường tài chính, tại vì các bạn thấy được là một trong những công dụng của crypto đó chính là các bạn có thể lưu lại à, những ai sở hữu à, bao nhiêu token và ai có khóa cá nhân người đó là chủ sở hữu một cách rất rõ ràng và minh bạch trên blockchain di chuyển như thế nào thì có thể dễ dàng xem được giống như các bạn có thể xem được là NFT đó mới đầu là ai tạo ra rồi di chuyển từ ví nào từ ví nào, các bạn có thể không biết được tên người đó nhưng mà rất rõ ràng là địa chỉ ví nào đang giữ NFT nào và ai là chủ địa chi ví đó đó chính là người mà có khóa cá nhân hiện bây giờ đó trong thị trường tài chính các bạn thì được là cái cách mà họ lưu lại ai lưu trữ công trái phiếu nào ai lưu trữ trái phiếu nào ai lưu trữ cổ phiếu nào nó rất là phức tạp các bạn và nó không có minh bạch như là các bạn sử dụng một cái blockchain cho nên một trong những công dụng mà blockchain có thể áp dụng được trong thị trường tài chính đó, đó chính là giúp mã hóa những loại tài sản và thay vì các bạn có thể à, sử dụng cái à, hệ thống lưu lại tài liệu hiện bây giờ, để cơ sở hạ tầng lưu lại tài liệu bây giờ thì có thể sử dụng blockchain nó sẽ hiệu quả hơn và có thể là tốn ít phí hơn, rõ ràng hơn rất là nhiều. À, và chúng ta bây giờ chuyển qua Hoa Kỳ đi thì các bạn thấy được là ở Hoa Kỳ đó chúng ta cũng có một cái thông tin là công ty Fidelity dự kiến sẽ đệ đơn Bitcoin Spot ETF trong thời gian ngắn tới đây. Đây là cái tin đồn chúng ta đã có từ tuần rồi, chứ không phải là mới đây. Các bạn đã nhớ đó là tuần vừa rồi đã có tin đồn là công ty Fidelity có cái ý định là thu mua lại quỹ Rayscale Bitcoin Trust. Trong khi hôm nay chúng ta cũng có một số những thông tin liên quan tới Trezor, tôi muốn chia sẻ với các bạn. Nhưng mà đó chỉ là tin đồn mà thôi. Ngày hôm nay thì thông tin cũng tương tự như vậy, nhưng mà không nói tới thu mua Rayscale nữa, chỉ nói là Fidelity dự kiến sẽ tự để đơn bitcoin spot etf cũng giống như những công ty gần đây các bạn thấy nhưng mà lần này đã thông tin đến từ đọc blog thì nhiều người xem đây là một cái nguồn mà nó đáng tin cậy hơn để xem coi như thế nào nhưng mà các bạn nên hiểu đó đây không phải là lần đầu tiên Fidelity đã đệ đơn bị Transport ETF năm ngoái và đã bị từ chối đầu năm ngoái rồi. Nếu như mà lần này họ đệ đơn thêm một lần nữa đó, thì lần thứ nhì và đương nhiên ăn theo cái cách làm của BlackRock. Bây giờ hầu như là những công ty tài chính nào muốn coi bị con ETF thì đều làm theo cách BlackRock thì bây giờ hết các bạn. Tại vì nếu như BlackRock được thông qua đó và nhiều người tin sự thông qua thì những ETF đó cũng sẽ thông qua chung luôn. Và hiện bây giờ đó, đó vẫn là cái thông tin lớn nhất mà nhiều người quan tâm. Bitcoin ETF từ BlackRock các bạn Và chúng ta thấy hôm nay đã có cái lời phát biểu đến từ Jamie Allaire à, Ông ta đã phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Trung Quốc các bạn Và đã phỏng vấn bởi Bloomberg Thì Jamie Allaire là CEO của công ty Circle các bạn Công ty mà phát hành đồng ổn định USDC à, Thì uh, Jamie Allaire cũng đã nói là ông ta có lòng tin là cái quỹ ETF của BlackRock sẽ được thông qua tại vì trong cái đề xuất đó đã giải quyết được nhiều vấn đề mà SEC đã nêu ra thì chúng ta tiếp tục chờ đợi mình thôi các bạn hiện bây giờ thì cái sự hào hứng thì sự fomo ra thì khắp nơi luôn thôi thì nghĩ đơn giản thôi các bạn nếu như thông qua thì đương nhiên là tốt cho giá nếu như mà không được thông qua thì cũng cho những người như là thuận trung bình giá có thêm thời gian và cơ hội để có thể tiếp tục thu mua tại vì tối thuận đã sớm mua gì khi mà thời điểm đến giá cả của btc cũng sẽ có sự tăng trưởng mà thôi